mừng được gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay quý vị khán giả và Minh Châu được gặp lại cô Đông thì chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng thức một món ăn mang hương vị miền Bắc, đúng không cô? Cô rất cảm ơn Minh Châu vì vẫn còn nhớ đến những món ăn của cô. Và ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cùng với Minh Châu và quý vị khán giả thân mến một món ăn rất đặc biệt và rất phù hợp với tiết trời lành lạnh như thế này. Món ăn này được xuất xứ từ miền Bắc nhưng bây giờ đã trở thành một món ăn rất là phổ biến khắp các vùng miền đất nước. Minh Châu có biết không? Chính cái tên của món ăn này đã thể hiện toàn bộ phần nguyên liệu để chúng ta thực hiện món ăn đó Minh Châu à. Bây giờ thì em nghĩ là cô Đông đang rất là háo hức để trình bày món ăn với quý vị khán giả rồi. Cô Đông bật mí liền cái tên gọi món ăn của chúng ta đi. Món ăn này thực ra rất đơn giản các bạn ạ. Và món ăn trong chương trình ngày hôm nay chính là món nhộng rang lá chanh. Để thực hiện món ăn này các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau: 300g nhộng tươi, 5-7 lá chanh. Các bạn nên chọn lá chanh miền Bắc cho món ăn ngon hơn. 2 nhánh hành lá và một chút hành tím bằm cùng các gia vị thông thường và đặc biệt sốt mayonnaise aji mayo. Để tiết kiệm thời gian, trước tiên chúng ta phải bắc một nồi nước sôi lên để chút xíu nữa cô sẽ trần chỗ nhộng này. Minh Châu bật bếp dùng cô đi. Cô ơi, tại sao mình lại phải trần sơ nhộng trước khi mình rang vậy cô? Minh Châu và quý vị khán giả hãy lưu ý, chúng ta trần sơ qua nhộng như thế này có nhiều tác dụng. Tác dụng thứ nhất là chúng ta bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai, khi chúng ta trần sơ nhộng thì đảm bảo khi rang con nhộng của chúng ta không bị bể nát và thịt ở trong nhộng sẽ chắc hơn. Khi chúng ta chọn lá chanh thì chúng ta nghĩ là lá non sẽ ngon, nhưng không phải vậy. Lá non thì lá sẽ không có mùi thơm và để lại vị hơi đắng. Còn lá già thì quá cứng và không thơm. Chính vì vậy chúng ta hãy chọn lá chanh vừa, không già quá, không non quá. Tôi sẽ cuộn những cái lá chanh này thành một cuộn thật nhỏ. Chúng ta phải thái rất là nhuyễn để món ăn của chúng ta sẽ đẹp hơn. Cô Đông ơi, cô vừa mới thái ra một cái là em đã ngửi thấy cái mùi thơm của lá chanh rồi đó. Đúng rồi, lá chanh miền Bắc thì thơm hơn. Các bạn nhớ chúng ta thái nhuyễn làm cho món ăn của chúng ta sẽ đẹp hơn và lá chanh của chúng ta sẽ thơm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể lựa được lá chanh thơm ngon như là cô Đông vừa mới chia sẻ thì Minh Châu xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ chọn lá chanh vừa, không quá non và cũng không quá già nha quý vị. Chỗ hành lá này chúng ta sẽ thái thật nhuyễn. Đã có lá chanh rồi còn có hành nữa, như vậy là món ăn của chúng ta sẽ rất là thơm cô ha. Đúng rồi. Trước khi chúng ta trần nhộng các bạn nhớ cho một chút muối vào đây. Rồi bây giờ cho nhộng vào. Cho sôi bùng lên một chút thì chúng ta sẽ vớt nhộng ra. Rồi bây giờ nhộng của chúng ta đã sôi bùng lên, các bạn nhớ vớt nhộng ra. Em tắt bếp rồi, bây giờ em sẽ dẹp cái nồi này cho cô ha. Đây, em lấy cho cô Đông một cái chảo rất là đẹp nè. Rồi, cảm ơn em. Và các bạn nhớ khi chảo nóng chúng ta mới cho hành vào để chúng ta rang thì hành mới thơm. Rồi, Minh Châu rang cho cô đi. Dạ. Chúng ta sẽ cho nhộng vào. Ồ, cho nhộng vào rang luôn hả cô? Nhớ là khi đảo các bạn nhẹ tay, chúng ta đừng có mạnh tay quá thì nhộng của chúng ta sẽ bị bể. Chúng ta sẽ cho 1/3 muỗng cà phê tiêu vào đây, 1/2 muỗng cà phê đường, một chút xíu muối thôi nha. Dạ, dậm một chút xíu xíu thôi. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Cuối cùng cho 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh nước mắm là đủ cái độ đậm đà rồi. Đúng rồi. Các bạn cứ rang như thế này, khi toàn bộ gia vị này thấm hết vào con nhộng và khi chúng ta thấy con nhộng thật khô ráo rồi là được. Em thấy rang một lúc là nhộng khô lại ngay, không mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ cho hành lá này vào trước. Bây giờ chúng ta sẽ cho sốt mayonnaise aji mayo vào. Chúng ta cho khoảng 2 muỗng canh vào đây. Và Minh Châu tắt lửa dùng cô. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. À, như vậy là mình sẽ cho sốt mayonnaise aji mayo vào cuối cùng sau khi đã tắt lửa. Đúng. Và rồi, sức nóng còn lại trong chảo sẽ làm cho sốt tan và hòa đều với lại nhộng đúng không ạ? Đúng rồi. Và đây chính là làm cho món ăn của chúng ta quen rồi lạ và lạ rồi lại quen. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ múc toàn bộ chỗ nhộng này ra đĩa. Và cuối cùng chúng ta mới rắc lá chanh lên.
để cho món ăn của chúng ta đẹp hơn, lá chanh sẽ giữ được nguyên mùi thơm và lại không bị đắng nữa. Rất nhanh phải không Minh Châu? Rất là nhanh, em nhớ là chỉ có vài công đoạn thôi. Luộc nhộng nè, rồi sắc lá chanh nè, sau đó rang nêm gia vị, thêm mayonnaise aji mayo vào là chúng ta có thể cho ra đĩa và rắc lá chanh lên cuối cùng rồi. Mà em còn nhớ một điều nữa, chắc chắn không thể quên, đó là quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ cho lá chanh vào cuối cùng nha, để giữ được mùi thơm của lá chanh nè, mà món nhộng rang lại không bị đắng nữa. Bây giờ cô mời Minh Châu. Dạ em đây, cảm ơn cô. Dạ thơm lừng mùi lá chanh nè và mùi nhộng nữa. Mà cái con nhộng này nè, mặc dù đã rang chín rồi vẫn còn vàng óng, không hề bị bể nát một chút nào hết. Cô Đông thiệt là khéo tay á nha. Quả thật là trọn hương ấm thấm vị ngon thật á. Trong cái tiết trời lành lạnh mà chúng ta có một đĩa nhộng như thế này thì còn gì bằng nữa. Em cảm nhận được vị béo, nhẹ nhàng của nhộng nè, nhưng có một cái vị chua chua, hài hòa, béo nhẹ của mayonnaise aji mayo nữa. Bên cạnh đó thì chắc chắn là không thể quên vai trò của lá chanh, rất là thơm. Em xin được cảm ơn cô Đông. Có thể nói cứ mỗi lần cô Đông xuất hiện là em lại được thưởng thức thêm một món ngon mang hương vị miền Bắc. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều quý vị khán giả cảm thấy yêu mến hơn chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, có đúng không ạ? Bởi vì chương trình luôn cố gắng đem đến thật nhiều những điều bất ngờ và đem đến những món ăn ngon dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Trọn hương ấm, thấm vị ngon. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận thêm được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn. Hãy liên lạc về với chúng tôi theo hai cách rất quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Trọn hương ấm, thấm vị ngon cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.